ngày 19 tháng 10 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thị Thắng, sinh năm 1996, quê ở Bắc Giang, về tội cướp tài sản. Vào khoảng trưa ngày 10 tháng 10, Thắng đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, kính đen, mặc áo dài tay, xách ba lô đi bộ đến phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank, chi nhánh Tân Bình, địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Đối tượng Thắng đi thẳng đến quầy có hai nữ nhân viên đang thu dọn, đặt túi rách xuống bàn, hô to có bom, đe dọa phát hỏa. Sau đó, Thắng yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi sách khoảng 2,1 tỷ đồng và nhanh chóng lên xe taxi chờ sẵn tẩu thoát. Theo điều tra ban đầu, sau khi cướp 2,1 tỷ đồng của ngân hàng Techcombank trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, Thắng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng taxi. Cô ta vào nhiều trung tâm thương mại ở quận Tân Phú, Tân Bình thay quần áo, mũ và các phụ kiện khác để ngụy trang, xóa dấu vết, tránh sự truy bắt của cảnh sát. Tuy nhiên, sau 3 giờ gây án, Thắng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thắng khai vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, lập nghiệp với mong muốn làm giàu nơi đất khách. Thắng bắt đầu đặt nghệ danh, tham gia những chương trình truyền hình để khán giả quen mặt, định hướng vào showbiz để khởi nghiệp nhưng không thành công. Vì nợ nần chồng chất, gặp nhiều khó khăn nên Thắng nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ.